hình ảnh từ một cái vòng xoay này, nhưng mà khi mà xoay lên thì sẽ thành 6 cái hình hài khác nhau. Và tác giả đã đặt mà cái tác phẩm này thành một bài thơ, đó là những hạt đất tí hon ngủ quên ngàn năm rồi, chợt một ngày gió nổi cơn mưa rào ngang qua, đất theo dòng phù sa trôi dạt lấy phương trời, để một ngày nọ xong chơi đến nơi phường đất trắng, đất ta được nhào nặn tô vẽ tạo hình hài, để đến một sớm mai cùng lửa lò tôi luyện, đợi chờ mãi đến một buổi hoàng hôn, khi cửa lò hé mở đất bỗng hóa tâm hồn. Đó, đất bỗng hóa tâm hồn thì ra hình ảnh của một người phụ nữ này đấy. Vậy là sáu hình hài từ lúc mà còn đang là một đứa chiếc bào thai à, vì gắn đến nơi phường đất trắng thì đã từng khi nhỏ thì đến nơi phường đất trắng là một cái tên của bác chàng ngày đầu tiên phường Bạch Thổ phường ấy, là phường đất trắng ấy. Đó. Hay quá em, một bài thơ mà có lẽ là từ khi chị làm gốm đến bây giờ chị mới nghe được cái bài thơ này đấy.